Hello, xin chào các bạn. Như các bạn thấy, hôm nay thời tiết không có được đẹp cho lắm. Biển động, sóng gió hơi mạnh. Sáng nay thì ở trên bờ ai cũng hơi chần chờ, không biết là hôm nay có nên ra khơi hay là không. Thời tiết nguy hiểm thì mình không có đi rồi. Nhiều khi đi được, nhưng mà sóng gió nó lớn quá, nó dập mình te tua luôn. Đến khi ra chỗ câu rồi, mặt ai cũng xanh lè hết à. Nên câu như vậy cũng không có vui cho lắm. May sao tàu nó chạy ra một chút thì biển nó êm lại được một phần nào. Sáng nay tàu của mình rượt đuổi theo mấy đàn chim để tìm cá thu và cá ngừ nhưng mà không có hiệu quả. Mấy con chim này lẻ tẻ có mấy con à, nhưng mà nó cũng chúi xuống nước bắt mồi nên tàu ngừng lại câu thử một chút coi thử có con cá ngừ nào ở dưới đây không. Một cái video vừa qua tựa đề con cá kham khủng 40 kg. Có một bạn hài hước hỏi là lúc đấu với mấy con cá khủng này mình có làm ảnh hưởng đến cậu bé không vậy? Thấy được câu hỏi này, ông Lenny chắc sợ quá. Ông chạy đi mua chiếc áo giáp sắt này để bảo vệ cô quý. Sáng nay thì mình lấy cái cần slow jig ra chơi thử. Cái cần này là của hãng Black Hole, nó dài 2m và dùng cho cái jig nó nặng tới 250g. Cái máy mình đang xài thì là Shimano Ocean Jigger 2000 và mình dùng cái dây PE 2.5 ha. Bùm, dính, phủ vô hàng rồi. Oh wow, ở dưới kia cũng vô hàng nữa kìa. Cái cây đó vô hàng là của quý đó nha. Bây giờ chỉ có một cái cây đó là dùng mồi sống thôi à. Nếu vô hàng mình chắc chắn cái đó là cá thu hay là cá ngừ á. Các bạn có thấy ổng cầm cần lên, nhưng mà một chút nữa ổng mới giật cái cần. Lý do là nhiều khi mấy con cá thu nó chơi cái chiêu mà nó bơi qua nó giết cái con mồi trước, rồi xong nó mới bơi ngược lại để mà nó ăn. Bây giờ thì ông bạn Steve của mình sẽ đấu với con cá thu này. Cũng giống như mình, Steve thì cũng chưa bao giờ câu được con cá thu hết, nên chắc ổng cũng hồi hộp dữ lắm à. Wow, cái máy kêu đã tai dễ sợ. Con này là một trong những con mà bơi nhanh nhất trong biển á, nên lúc đầu mà nó kéo là ghê hồn lắm à. Con cá thu mà nó dính câu là nó quậy dữ lắm, nên ai cũng phải kéo dây câu lên hết. Các bạn thấy cái máy mà nó quay nhanh như vậy là có nghĩa con cá nó đang bơi về hướng tàu. Mình mà chậm tay không có quay nhanh cho cái dây nó căng ra là cái lưỡi nó xúc ra liền. Đó, bây giờ nó mới chuyển hướng rồi đó. Con này nó rất là mạnh. Mình ghi lại với nó là rất là phê tay. Ông bạn Steve của mình chắc bây giờ là sung sướng lắm à. Hồi nãy giờ ông Steve đấu với con cá này cũng khá lâu rồi đó nha. Nói thiệt á chứ mình đang quay phim mà mình nhìn cái mặt của ông Steve mình không có biết là ông đang sung sướng, ông cười hay là ông đang đau đớn nữa. Come on Steve, cố gắng lên. Em đang chờ Wahoo ở nhà đó. Go out the other side and you have to go around the bow. You get all the way around, way out. All right, here you go.
Oh my God, he's big as shit. Oh my God, con này nó bự quá trời à. Mình nghĩ ít nhất cũng 30-35 kg á. Cái hàm răng con cá này rất là bén, nên các bạn thấy phải dùng dây kẽm để mà làm leader. Chứ không thôi mình dùng cái dây cước á là bị đứt liền à. Mình chưa có dịp thử nhưng mà nghe nói con cá này mà ăn sống, làm sashimi ăn là hết sảy luôn á. How many pounds you think it is, Cap? Oh, 60s or 70s. Damn! Woohoo! Pictures! Oh! Can I? Ooh, take some. Yeah, I did. I took. Hey, oh. Alright, Steve, go ahead. All right, go ahead. You want to trade? How do you feel, buddy? Like, really tired? Good. Is it a good pull? Nope. Yeah. That was worth every trip out here. Ông bạn chắc cũng mệt lắm á, nhưng mà ông nói là rất là vui. Và ông không có ngại đi biết bao nhiêu chuyến câu rồi mà lần này mới được câu con cá thu như vậy. Tàu hồi nãy giờ chạy trở về cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ thì mình trở về bến thuyền, sắp xếp thu dọn rồi cũng phải còn chạy xe 6-7 tiếng đồng hồ rồi mới về tới nhà. Bây giờ thì mình đem con cá lên cân để có thể nhận được cái citation của tiểu bang North Carolina. Cái citation cũng giống như là một cái bằng vậy đó, mà cái tiểu bang nó đưa ra nó tặng cho mình. Giống như nói là mình cần thủ xuất sắc câu được con cá này bao nhiêu pound rồi vậy đó, ngày nào. Chỉ khi nào mình câu được con cá rất là to mình mới nhận được cái citation. Ở tiểu bang North Carolina này, con cá thu mà hơn 20 kg là mình đã nhận được citation rồi, mà con này hơn 30 kg.
Buổi sáng nay mém một chút nữa là không đi rồi, tại vì thời tiết xấu. May sao mình được đi câu hôm nay mà còn được con cá quá khủng, được tiểu bang North Carolina gửi cho Citation là quá đã, quá tuyệt vời. Cái clip hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Mình thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Mình chúc các bạn nhiều sự vui vẻ và thành công trong mọi chuyện. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha.